Bắt đầu nha, 1, 2, 3. Phải thế này không ạ? Phải thế này không? Góc này là góc may vào, mà gấp tới đây nó lên đây, mím. Nhưng cũng là đường này thì họ sẽ cho là ví dụ như là 4 phân chẳng hạn đi. Thì đường may nó cũng có phải giá trị đường may là to bằng nhau không? Giá trị đường may là bằng nhau. Nhưng nó sẽ không chặt cái góc này và thợ sẽ không biết là may tới đâu. Thế này thì rất kỹ đúng không? Tự căn đúng rồi, mẹ là cho thợ tự căn. Ừ, đúng rồi, hàng kỹ thì phải làm đúng như thế này này. Yêu cầu là cấp đây thôi. À. Bạn ơi, Sao trai? không cắt cái đầu ngắn cho thẳng lên được không? Không cắt cái đầu này cho thẳng lên hả? Thì giống cái này đấy. Mà phải có dấu. Có dấu ở đây hả? À, dấu là từ khi em phải vẽ em đảo đường mới được. Khá cực. Ừ. Làm thế này. Cái này làm đẹp sơ mi được không? Cái đẹp sơ mi cũng giống như vậy đấy nhá. Ok chưa? Còn bạn nào có nhu cầu mua cái form gốc dập gốc chuẩn của áo sơ mi các bạn nhé, sơ mi nữ, sơ mi nam đều có các bạn nhé, hoặc là dập dăm sút form cơ bản hay là form bóng suông thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại mà mình để ở trên cái màn hình các bạn nhé. Các bạn có thể mua full size hoặc là những size chuẩn các bạn nhé, và hơn nữa thì có cả những dập đầm cơ bản các bạn nhé, ly vai hay là đi sườn hay là form suông. Tất cả những form gốc các bạn muốn mua, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để ở trên màn hình các bạn nhé. Đuôi cá đây. Giờ mới bắt đầu. Đừng may đẩy sang vậy được có đủ không? Tại sao? Không bù góc là chuyện tính sau đi. Nếu đây làm tay bình thường, tay 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 ấy thì như vậy được được không? À, đừng may bị thiếu, đúng rồi. Thiếu bao nhiêu nhỉ? Ít nhất là cho khoảng bao nhiêu đối với cửa tay này sẽ hợp lý? À, hai. Ít nhất là 2 cm, 2.2 đến 2.5, tùy vào mặt hàng và nơi quy định may. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ cứ để lên là hụt nha. Bấm vào đây 2.2 chẳng hạn. Đúng chưa? Bây giờ cho bù góc. Bù góc cửa tay đấy. Thế thì cái bù cửa tay này ấy, nó có hai kiểu. Thun của chúng ta là gấp lên. Chứ còn như áo em, như em đang mặc này phải làm sao nhỉ? Gấp xuống. À, gấp xuống, đúng rồi, gấp xuống đi. Cái này cũng gấp. Hàng thun thì gấp là lên là may là xong. Còn hàng hàng KT thì làm sao? À, gấp một đường nữa, đúng rồi. Gọi là may gì? Cuốn, đúng rồi, chính xác. Gấp thế này xong, xong gấp một lần nữa xong ấy, mình may một kim đúng không? Đúng chưa? Tùy mặt hàng nhá, cái này liên quan đường may rồi đúng không? Nếu như thun thì gấp là xong rồi, viền căn size 2 kim mới là xong đúng không? Ôm bờ là cái này là hết. Đấy, thế đây nhá. Thế làm cả hai cái nhé. Thực ra thì cái này cũng có một bạn trên mạng rồi hỏi đấy. Bạn này phi vào. Đúng rồi. Hay còn gọi là bạn nào tư ấy thì sẽ bị cuốn nhá, phải cuốn. Có một bạn phi vào cái nhóm hội sử dụng cơ bơ vi tính, bạn hỏi làm thế này như nào nhỉ? Mọi người ơi, đó. Rồi. Thế thì em sẽ làm hai cái cho mọi người nhé. Cái này mọi người sẽ áp dụng vào sau này này. Em sẽ làm đây là ví dụ, đây là tay áo thun chỉ gấp một lần thôi đúng không? Thì sẽ vào Advanced và chúng ta sẽ vào tung bách, corner là vào tung bách. Đây học rồi nhỉ? Rồi. Thế thì câu hỏi là các bạn có muốn có cái dấu bấm ở đây không? Nếu không muốn có dấu bấm thì bấm ở đây thì nó trống trơn như vậy. Nó chỉ để như vậy thôi. Nhớ ha. Nhưng có những người bảo là em muốn có cái dấu bấm nó giao ra đây, bấm xỉa đây cả nha. Thì bây giờ không làm được nữa. Muốn làm được nó thì phải corner và remove. Gỡ cái góc nó đi. Bên này nhớ chọn P nhé. Bấm đây này, nó sẽ bỏ bù góc. Chọn lại này, corner này, thu máy. Thì chỉ cần chọn attention và finally ở đây. Trái chuột ở đây là có dấu bấm này. Đấy, nó chỉ ở đúng một đường giao nhau này. Đường thành phẩm này. Thế họ bảo là anh muốn có cái dấu bấm nó chỉa theo cái đường này nữa. Đấy, ông này ông trương tính này, ông nào đòi hỏi nhiều này. Lại phải gỡ đi này. Được chưa? Thì lại corner này, tung bách và chọn dòng dưới, second only. Được chưa? Xong trái chuột ở đây. Đấy, nó sẽ có dấu bấm ở đây. Nhưng mà thường chỉ cần dấu bấm ở đây thôi, không cần cái này. Cái này không có ý nghĩa. Được chưa? Đấy là nếu họ đòi hỏi. Được chưa?
nhé, họ đòi hỏi nhé. Đây, trở về hàng thun đi, bấm bình thường nhá, bấm bình thường này, bấm vào đây này, rồi xong được chưa? Thế thì tới cái tay gọi là tay gì, tay sơ mi phải không, tay cuốn ấy, như áo em đang mặc này, gấp một lần xong cuốn một lần nữa, vâng, cuốn sạch đúng không? Đấy, thế thì bây giờ là phải hỏi là có hai cách làm. Có những người thì để y chang như vậy, cho đường may to lên cuốn một phân nữa, ví dụ như là 3 phân rưỡi hoặc 4 phân thế này, họ tự cuốn đúng không? Đúng rồi. Nhưng họ bảo là thế anh ký hiệu cho em cái khúc mà nó gấp tới đâu xong cùng cuốn tới đâu may tới đâu ấy. Đấy, nó đòi hỏi kỹ hơn nữa, cao cấp hơn nữa. Vâng, đúng rồi, đây là vừa đừng cuốn vừa đường may luôn là chung, nhưng họ bảo là tách biệt ra cho em, tách biệt ra. Đấy, như thế này nha, em thí dụ cái này này, đây là đường thành phẩm này, ok ha, đường thành phẩm này, thì bây giờ sẽ làm như thế này nha, tung bánh, thì ở bên này này, second form, cái phần gấp ở trong á, chúng ta phải nhập giá trị gấp vào đây, ví dụ gấp vào trong là 1,5, và vẫn cho dấu bấm ở đường đó nha, attention và formally nha, các bạn lưu ý này, bấm vào đây này, thì đây là đường gấp vào trong, còn đường cái đường may nữa nó sẽ bù lên bên ngoài này là 1,5 này, bắt đầu nha, 1, 2, 3 phải thế này không ạ, phải thế này không, góc này là góc may vào mà gấp tới đây nó lên đây mí, nhưng cũng là đường này thì họ sẽ cho là ngày là ví dụ như là 4 phân chẳng hạn đi, thì đường may nó cũng có phải giá trị đường may là to bằng nhau không, giá trị đường may là bằng nhau nhưng nó sẽ không chặt cái góc này và thợ sẽ không biết là may tới đâu. Thế này thì rất kỹ đúng không? Tự căn đúng rồi, mẹ là cho thợ tự căn. Ừ, đúng rồi, hàng kỹ thì phải làm đúng như thế này này. Yêu cầu là cấp đây như thôi. À. Sao trai? Không cắt cái đầu ngắn cho thẳng lên được không? Không cắt cái đầu này cho thẳng lên hả? Thì giống cái này đấy. Mà phải có dấu. Có dấu ở đây hả? À, dấu là từ khi em phải vẽ em đảo đường thì mới được. Khá cực. Làm thế này. Cái này làm đẹp sơ mi được không? Cái đẹp sơ mi cũng giống như vậy đấy nhá. Ok chưa? Có rất nhiều bạn hỏi cái này. Còn nếu như các bạn không muốn làm lại này, gì muốn nhá. Nếu như không muốn, tức là muốn có gọi là không có dấu bấm đấy, thì hãy bỏ này đi, cho lăn đất ở trên này là không có gì cả. Bấm mà không có gì cả. Thấy chưa? Bấm thì bình thường này, nó nhô ra nhưng nó không có dấu bấm. Như vậy có được không? Tùy ý thôi. Nha. Mình có dấu bấm gì đây? Dép lại này. Nha. Chúng ta sẽ bấm như vậy. Muốn có dấu bấm gì đây? Bấm vào đây, tự có dấu bấm. In ra thế này thì không ý kiến nữa. Cứ thế này mà may. Không hỏi luôn. Còn hàng công ty kỹ hơn là làm gì nữa? Thế này đây bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? Ví dụ có một đường ở đây đúng không? Ký hiệu một đường may ở đây đúng không? Đấy, như kiểu như vậy. Đường thành phẩm mét này, đường may là đường là đường một kim nhé chị nhé, đường may còn đường mét là mét thành phẩm nhé. Ký hiệu kỹ như vậy. Cắt. Khi cắt nó sẽ vẽ đường nét đứt, còn chu vi ở ngoài là đường nét liền nhé. Đây như này này, bây giờ muốn bên ngoài là nét liền bên trong nét đứt không? Advanced, các bạn vào swap tool hoán đổi đường may. Trái chuột vào thì đường nét liền sẽ ra ngoài, đường thành phẩm ở bên trong này, được không? In ra y chang này, ở trong là đứt, bên ngoài nét liền thế này, được không? Như thế này đúng không? Đây là đường thành phẩm, đây là mép thành phẩm này, đây là đường mí một kim, được chưa?